lúc mới quen chồng ấy thì là trong gia đình của cháu có một chút sự hiểu nhầm. Cái lúc mà cháu cả chồng cháu quen nhau là do anh ấy về Việt Nam và anh ấy tình cờ anh ấy gặp cháu. Sau đó khi làm quen với nhau xong thì cái người ở trong họ hàng của nhà chồng, trong đấy có một người họ rất là xấu tính. Họ nhìn thấy hai người quen nhau thì họ muốn phá đám hai cái đứa trẻ đấy đang yêu nhau đấy ra. Cái người đấy là họ hàng của nhà chồng, cho nên là nói với cả bố chồng cháu là những các cái tiếng tăm mà nó xấu nhất thì là nói với bố chồng về cháu, để cho bố chồng cháu hiểu nhầm và không đồng ý. Và bố chồng khi mà ở bên này về thì nghe được câu chuyện đấy thì sợ con trai mình lấy phải cái người như vậy, rất là xấu, tiếng rất là xấu, thì không muốn cho con trai mình lấy người đó, và bố mẹ chồng không đồng ý. Sau đấy thì anh chồng cháu vẫn quyết định cưới, tự làm đám cưới rồi tất cả mọi thứ bay về Việt Nam. Một năm anh ấy bay về 3-4 lần gì đấy, xong rồi anh ấy tự cưới, tự hỏi vợ, tự đến nhà xin mẹ vợ là xin cho cưới. Và hai đứa làm đám cưới không có sự đồng ý của bên nhà chồng. Thực sự mà nói thì đến lúc đấy là cũng muốn gặp ông bà quá rồi, mà mình chưa có đủ can đảm để mình không biết phải nói gì. Thì cái lúc đấy cháu vừa là vất vả quá này, vừa muốn để cho cháu gặp ông bà này, thì cháu quyết định là bế con ra và bảo với cả ông bà là con không biết được là con bị sai ở cái chỗ nào, thế nhưng mà có cái gì mà không vừa ý bố mẹ hoặc là con có sai chỗ nào thì mong bố mẹ bỏ qua cho. Câu đấy là câu đầu tiên cháu nói với cả bố mẹ cháu. Tôi xin giới thiệu, tôi là tên là Hưng, họ Nguyễn. Tôi ra sang Đức tháng 4 năm 1988 theo diện hợp tác lao động giữa Cộng hòa Dân chủ Đức và Việt Nam ta. Thì sau đó là bức tường Berlin sụp đổ thì chúng tôi ở lại luôn. Sau đến năm 1992 thì tôi đón vợ tôi và hai con trai sang Cộng hòa Liên bang Đức đoàn tụ. Cháu tên là Linh, cháu là chú Quyên Linh. Hai cùng tên là Linh. Cháu làm dâu của nước Đức ạ. Và đang ở thành phố Nürnberg cách München khoảng hơn 100 cây. Chú cũng đã được đi Đức rồi, đi nhiều nước lanh quanh Đức như là Tiệp nè, Hà Lan nè, các nước xung quanh đi bằng xe đó. Thì một phần nào nhà cháu cũng đi bằng xe. Cây như thế nào mình cũng chưa ăn này. Còn đây là ớt Thái này, đây là ớt chỉ thiên này, nhỏ 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 này thôi, mai mốt là sẽ chuyển sang màu đỏ. Tình hình bệnh dịch bệnh ở Đức như thế nào rồi Linh? Bây giờ ổn hết, tất cả các cửa hàng đều được mở cửa và đã được ăn ở tại chỗ. Và vẫn phải đeo khẩu trang, nhưng mà ổn rồi ạ. Việt Nam thì mới mở cửa, bây giờ vừa đeo khẩu trang vừa ăn. Ăn luôn miếng đậy vào xong lại bỏ ra lại ăn. Đúng rồi. Cái con trai thì làm nhà hàng đây, con trai tức là chồng của con dâu tôi. Tức là các cháu cũng mở một cái quán ăn nhỏ nhỏ. Quán ăn đó mình bán ăn hàng Việt Nam hay là bán đồ Đức vậy Linh? Hàng châu Á, bán đồ Thái này, đồ Trung Quốc này, đồ Việt Nam này, bán cho người Đức. Là con nấu ăn bán hay là con thuê người khác nấu? Thực ra thì là mình tự học xong rồi mình tự nấu, xong rồi là mình nấu theo khẩu vị của người châu Âu. Giỏi quá trời nha. Nó có pha đi một chút, nhưng nó không hoàn toàn là châu Á. Rồi Linh làm dâu được mấy năm rồi Linh? Cháu làm dâu được 7 năm. Lần đầu tiên thì gặp cha chồng mình á,
cũng là người Việt Nam sống ở Đức thì Linh cảm giác thế nào, ấn tượng điều gì ở tính cách của bố mẹ chồng cháu thì là đã được pha trộn cả bên châu Âu rồi, cho nên là rất là thoáng, vui vẻ. Cháu cảm thấy là so với bạn bè thì là cháu làm dâu là được dễ nhất. Cái lần đầu tiên mà bố chồng gặp con dâu tương lai của mình, khi mà con trai mình dắt về, thì bố chồng cảm nhận người con dâu này như thế nào? Xin thưa mấy anh, là chúng tôi rất là mong muốn là con trai chúng tôi lấy vợ và rất mong muốn có con dâu của người Việt Nam. Cho nên là chúng tôi cũng rất là ưng khi cháu lấy vợ Việt Nam. Cháu nội của con quả con dâu tôi đây là hai cháu khái, thì cháu nói tiếng Việt rất giỏi, tiếng Đức rất giỏi và kể cả thêm tiếng Anh nữa. Như vậy là quá giỏi rồi đó. Câu chuyện mà ban đầu ấy thì là lúc mới quen chồng ấy thì là trong gia đình của cháu có một chút sự hiểu nhầm. Cái lúc mà cháu cả chồng cháu quen nhau là do anh ấy về Việt Nam và anh ấy tình cờ anh ấy gặp cháu. Sau đó khi làm quen với nhau xong thì cái người ở trong họ hàng của nhà chồng, trong đấy có một người họ rất là xấu tính. Họ nhìn thấy hai người quen nhau thì họ muốn phá đám hai cái đứa trẻ đấy đang yêu nhau đấy ra. Cái người đấy là họ hàng của nhà chồng, cho nên là nói với cả bố chồng cháu là những các cái tiếng tăm mà nó xấu nhất thì là nói với bố chồng về cháu, để cho bố chồng cháu hiểu nhầm và không đồng ý. Và bố chồng khi mà ở bên này về thì nghe được câu chuyện đấy thì sợ con trai mình lấy phải cái người như vậy, rất là xấu, tiếng rất là xấu, thì không muốn cho con trai mình lấy người đó và bố mẹ chồng không đồng ý. Sau đấy thì anh chồng cháu vẫn quyết định cưới, tự làm đám cưới rồi tất cả mọi thứ bay về Việt Nam. Một năm anh ấy bay về 3-4 lần gì đấy, xong rồi anh ấy tự cưới, tự hỏi vợ, tự đến nhà xin mẹ vợ là xin cho cưới. Và hai đứa làm đám cưới không có sự đồng ý của bên nhà chồng. Trời đất. Sau đó thì khi mà cưới xong thì mới làm giấy tờ sang bên này, có giấy đăng ký kết hôn thì cháu mới được đón sang bên này. Thì khi đón sang rồi thì sau một thời gian cháu cũng chứng minh được cho bố mẹ chồng là mình không phải như những các cái người kia người ta nói ấy. Vậy là cháu phải trải qua một thời gian rất là căng thẳng, bởi vì đám cưới không được cha mẹ chồng đồng ý. Thật ra thì chúng tôi, nếu cháu đã nói ra thì tôi cũng phải nói thật là cái cảm giác của chúng tôi bây giờ rất là giận. Giận con trai và giận cả con dâu, bởi vì bây giờ chưa công nhận thì chúng tôi cứ quyết phản đối. Phản đối đến mức độ gọi là cực đoan luôn. Đấy, nhưng mà đến khi mà cháu nó sinh ra cái đứa thứ nhất ấy, chúng tôi vẫn chưa công nhận. Thế nhưng mà đến 3 tháng sau, đứa nhỏ sinh ra chúng tôi mới mang đến cho ông bà. Thì là ông bà thấy cháu một cái là thôi là bỏ qua tất luôn, không nói một câu gì cả. Vậy là đứa cháu đó là chiếc cầu nối rất là tuyệt vời cho cái mối tình này, đúng không? Mà đứa cháu đó hiện nay nó cũng cực kỳ quý tôi, quý ông nội đó. Nhưng mà lúc đó Linh, chú hỏi thật á, nếu chú như thế thật sự chú bị stress á? Cháu 2 năm đầu tiên là cháu có bị trầm cảm. Bởi vì cuộc sống ở bên này nó không giống như ở Việt Nam mình, vất vả để kiếm tiền này. Bởi vì lúc đấy mình vẫn đang đi thuê nhà và mình còn phải chứng minh bản thân của mình nữa, để cho người ta nói những các cái lời không hay về mình ấy, thì là để cho gạt bỏ hết đi tất cả mọi hiểu lầm đấy, thì mình phải nỗ lực hơn những người bình thường. Thì cháu có bị trầm cảm mất 2 năm và không thể có con được. Sau khi mà thời gian đấy nó qua đi một cái thì cháu có cái suy nghĩ tích cực hơn ấy, thì là bắt đầu cháu có em bé. Và từ lúc em bé có bầu một cái thì là suy nghĩ của cháu nó khác đi và nó vui vẻ hơn. Từ cái việc trầm cảm tới mức mà gần như cái hậu quả nghiêm trọng là không có con được đó, làm sao mà Linh vượt qua được cái giai đoạn đó? Là vì nhờ chồng ạ. Chồng cháu là người động viên rất là nhiều. Và anh ý quen cuộc sống ở bên này rồi, và anh ý nhìn thấy mình có cái biểu hiện đến một cái thì là anh ý đã làm bằng mọi cách để cho mình vui vẻ lên. Đó là ví dụ như là mua cho cháu một con chó con này, đưa đi du lịch nhiều nơi này, đi hết các nước này nước kia này, cứ rảnh một cái lại đưa vợ đi du lịch. Có bao giờ cái sự trầm cảm đó, cái sự căng thẳng không được gia đình chồng công nhận đó, rồi mình cãi vã với chồng, mình trách chồng tại sao chồng không làm cái cầu nối giữa mình với gia đình chồng không? Nếu mà cháu nói là không thì là nói dối. Có chứ, phải trách chứ. Giận dỗi thì cứ bảo là anh chẳng làm gì cả, rồi anh không chịu hàn gắn gia đình anh với cả em nữa rồi các thứ ấy. Thì cháu cũng có nói, có giận, nhưng mà chỉ là lúc cãi nhau giận hờn vu vơ thế thôi. Chứ còn cháu cũng biết là bởi vì với bản thân chồng cháu thì cũng đã cố gắng hết sức rồi, chỉ thi thoảng giày vò tí thôi. Bây giờ mà nghĩ lại những cái giai đoạn đó thì bố chồng thấy sao nhỉ? Giá như mình bỏ qua sớm thì hay biết mấy à?
cái áp lực của anh em họ hàng ấy cũng rất lớn. Mặc dù chúng tôi cũng là người rất là thoáng, thế nhưng mà khi mà nghe như vậy thì họ đồn thổi như vậy thì cũng rất là buồn. Tại sao cô kia, cô A, cô B, cô C không lấy mà không đi yêu mà lại đi cứ phải cô này. Chúng tôi cũng bắt đầu đồng ý. Thế nhưng mà tôi ra một cái điều kiện cho các cháu là các con cứ đăng ký kết hôn đi, xong rồi đón nhau sang sống thử. Thế chứ còn cái đám cưới ấy, thì quan niệm của người Việt mình là cứ phải cái đám cưới to. Nếu các con sống với nhau một năm hạnh phúc, quay về thì các con thích làm đám cưới kiểu gì bố mẹ cũng làm cho. Thế nhưng anh chị ý là bị áp lực của cái cô bên họ hàng nhà tôi thì là các vị sợ là không thể thuyết phục được bố mẹ chồng, tức là chúng tôi. Cháu quyết định nó tự tổ chức, tự nó cưới. Chồng đòi cưới. Chồng đòi cưới đấy. Tức là con trai thôi đấy. chồng cháu thì cũng hơi cứng đầu một chút, là anh ấy sợ mất người yêu, sợ mất vợ, sợ là không hỏi xin cưới xin gì thì là người ta không đi theo không mình được ấy, thì không có lý nào người ta lại đi theo mình sang Đức để sống thử cả. Mà thật là thật, mà không là không, chứ không có chuyện là thử trước. Thì cái câu chuyện đấy là xích mích phần lớn là giữa chồng và bố mẹ chồng. Thế nhưng mà cháu thì cháu cũng nghe chồng thôi, tin anh ấy. Bởi vì lúc đấy cái duy nhất cháu nhìn vào đó là cái bản lĩnh của một cái người đàn ông. Họ sẵn sàng làm mọi thứ vì mình, họ bảo vệ mình và họ chấp nhận cái sự không đồng ý của cả họ bên nhà nội. Thì cái duy nhất mà cháu nhìn thấy được cái bản tính tốt của chồng mình ý, đó là anh ấy dám làm. Chỉ có tình yêu mới làm được điều đó thôi. Dạ, và cái đấy là cháu nghĩ là tất cả những phụ nữ khác mà nhìn được cái điều đấy thì đều đi theo cái người đàn ông đấy và làm mọi thứ cho cái người đàn ông đấy. Bởi vì đó là cái người mà cháu vẫn ước mơ từ trước đến giờ và mình đã gặp được. Vậy thì bố chồng bao giờ mới biết được cái câu chuyện mà ngày xưa nói đó không phải là chuyện thật? Bởi vì con người ta, anh Quyền Linh, là ai cũng có những sai lầm, những lỗi lầm cả, không ai là người hoàn hảo cả, phải không ạ? Sang đây các cháu nó sống thế nào và các cháu nó sống với nhau có hạnh phúc hay không, đó mới là cái mà tôi cần quan tâm. Thì là các cháu nó vẫn cứ duy trì cái cửa hàng ăn uống đó, hai cháu, hai vợ chồng nó, và nó thuê thêm người, thì chúng tôi không có giúp cái gì cả. 2 năm đó cũng đã đủ để chứng minh cho người ta đồn thổi về cháu là không đúng sự thật. Và nhất là cháu Linh cố gắng rất nhiều, bản thân cháu Linh ở nhà được cưng chiều, không phải làm một cái gì cả. Cái đó là cái mà tôi lo đầu tiên. Trong nhà lúc nào cũng có 1 đến 2 người ở nhà mình gọi là giúp việc đấy. Sang Đức thì không có cái chuyện đó, dù giàu, người giàu ở Đức cũng vậy thôi. Họ chỉ dám thuê người giúp việc vài tiếng một ngày đã là giỏi rồi, còn đâu không bao giờ dám thuê một người ở trong nhà cả. Ở nước Đức là như vậy. Cái ngày đầu tiên đó Linh, Linh ổng cháu về thăm ông đó, và cái cảm xúc trước khi đi đó mình như thế nào? Cái ngày đấy thì cháu không bao giờ cháu quên được rồi. Cái lúc đấy là hai vợ chồng làm trong cửa hàng và không có giúp việc, rất là khó để tìm người giúp việc. Trước khi sinh là đã phải làm đến lúc chửa, đến tháng thứ 9 vẫn phải làm vì hiếm người giúp việc quá. Trong cái thời điểm đẻ ban đầu thì có người giúp việc, nhưng sau đấy họ lại nghỉ và cháu lại phải quay lại cửa hàng để cháu làm, và để em bé ở trong cửa hàng vừa bán hàng vừa trông con ấy. Thì thực sự mà nói thì đến lúc đấy là cũng muốn gặp ông bà quá rồi, mà mình chưa có đủ can đảm để mình không biết phải nói gì. Thì cái lúc đấy cháu vừa là vất vả quá này, vừa muốn để cho cháu gặp ông bà này, thì là cháu quyết định là bê con sang và bảo với cả ông bà là con không biết được là con bị sai ở cái chỗ nào, thế nhưng mà có cái gì mà không vừa ý bố mẹ hoặc là con có sai chỗ nào thì mong bố mẹ bỏ qua cho. Câu đấy là câu đầu tiên cháu nói với cả bố mẹ chồng. Và cháu bảo là bố mẹ trông con bé con, hộ con một chút, con đi ra con bán hàng đã, con để con còn đây, con đi ra bán hàng đây, là chạy luôn. Ông bà thì nhìn thấy cháu cái là mừng luôn, là tha thứ, nhìn khuôn mặt của ông bà vui vẻ là biết là ông bà tha thứ hết cho mọi chuyện rồi. Thì bán hàng xong buổi tối quay lại uống rượu với bố chồng hết mấy chai luôn, mấy chai bố nhỉ? 2 hay 3 chai gì đấy, hai bố con. Rượu vang thôi nhá, vang đỏ thế này, anh Quyền Linh ạ, không phải rượu mạnh đâu. Tâm sự về cái nỗi oan đó hay là cái gì? Cả bố cả con thì đều ngại, nhưng mà sẽ nói những các cái chuyện khác, chuyện cuộc sống, chuyện gia đình, và cả những các cái chuyện vui vui thôi. Lúc ấy chỉ biết nói chuyện vui thôi, không nói những chuyện cũ nữa vậy. Tưởng đâu say xong rồi trách bố nó đó, tại sao bố xưa giận con. Không say, không say. Không có chuyện nói anh ạ, rất là vui. Thật ra tâm lý đó, nếu mà chú là con đó, chú sẽ nói bố thấy không, ngày đó bố không công nhận con, bố này kia, con nó tạp thế này kia.
Thêm một chai nữa là có khi là cháu thấy là đấy. Đúng là chai nó nói luôn đúng không? Lúc đó thì bố thấy vui không bố? Thâm tâm thì người là làm cha làm mẹ thì chỉ muốn cho con mình tốt hơn thôi mà anh Quyền Linh. Thế nhưng mà các cụ nói là giận thì giận mà thương thì thương nha anh. Thật ra là bất cứ một bậc phụ huynh nào cũng mong muốn con mình tốt, con mình hạnh phúc cả. Chỉ có điều là có những cái phút nào đó hiểu lầm á, như đôi khi hiểu lầm quá lâu quá không có sự giải thích á, thì đôi khi nó trở thành những cái hậu quả nghiêm trọng nữa. Nếu như lúc đó đó mà hai đứa nhỏ nó không có bản lĩnh á, thì đôi khi chúng ta chính là một nơi mà để ngăn cách cái hạnh phúc của họ. Dạ. Không, căng quá vẫn có hai đứa cháu nội. À vậy hả? Căng là chuyện của căng mà cháu nội vẫn phải có. Vẫn phải có hả? Nhiều khi căng quá là bay Việt Nam luôn, không cho nó cưới luôn, kéo nó về luôn. Nhiều khi có những gia đình như thế là thì làm sao có cháu nội được, đúng không? Đúng không anh? Dạ. Mình nói cho vui thôi, chứ thật ra là cái câu chuyện của cháu thì không đến mức như thế. Giá như cháu tới sớm hơn chút xíu nữa, gặp sớm hơn bố chồng xíu này thì chắc có lẽ là cục diện nó cũng thay đổi thôi. Tôi nói thay cháu một tí, tức là lúc đó thì đúng là cái cô con dâu này của tôi là cháu còn trẻ, và đúng là dùng cái từ đúng của ta là hiếu chiến, không có biết sợ ai là cái gì. Đấy, thế nhưng mà sang đây thì khi cháu nó cứ từng tuổi nó thêm lên và cộng với cuộc sống bên này nữa, thấy mọi người đều rất là chấp hành luật, chăm chỉ làm ăn đấy, và vui vẻ cuối tuần thì cái tính cách của cháu nó cũng thay đổi dần theo năm tháng, vững vàng lên và chững chạc. Quỳnh Linh nghĩ rằng Linh là một cô gái bản lĩnh đó chứ. Rất bản lĩnh. Cũng vì muốn chứng minh cho mà qua đây một mình phải lủi thủi, vừa bán hàng, vừa chăm con, vừa bị gia đình chồng là chưa cho đồng ý này kia, thì thật ra là Linh quá bản lĩnh. Rồi sinh đứa thứ hai thì sao? Bố chồng, mẹ chồng sao hả Linh? Sinh đứa thứ hai thì tất cả mọi thứ đều ổn hết. Bố mẹ chồng chờ ở ngoài phòng sinh ấy. Cháu sinh mấy tiếng đồng hồ thì bố mẹ chồng ở lại và chờ từ đầu đến cuối. Xúc động không? Có. Và cháu đẻ đứa thứ hai thì là sát đứa đầu quá. Và khi những tháng đầu tiên sinh con thì là cái đứa đầu là ông bà trông cho hết toàn bộ. Vậy thì có những lúc nào mà bố chồng nấu ăn cho con dâu không? Có chứ ạ. Bố chồng nấu ăn ngon. Tôi là người chuyên gia về ẩm thực. Tôi rất là mê nấu ăn. À vậy à. Hôm nào qua Đức ghé nhà anh em nấu nướng ăn chơi nha. Nếu mà được anh Quyền Linh mà tham gia được chúng tôi thì đấy là một cái niềm vinh dự đấy ạ. Ở bên đó có hay xem chương trình Quyền Linh không? Anh Quyền Linh thì nổi tiếng rồi, không những là nổi tiếng mà được khán giả rất là yêu quý, nhất là trong công cuộc từ thiện vừa qua. Cảm ơn anh. Khán giả rất yêu quý anh Quyền Linh. Dạ. Bây giờ cháu thấy rằng mình hợp gì với bố chồng của mình? Hợp về mọi thứ, hợp uống rượu, hợp nói chuyện, hợp đi du lịch, hợp tất cả mọi thứ. À, có điều gì mình chưa hợp với con dâu của mình không anh? Nếu như con dâu tôi được duy trì được như thế này, thì tôi không còn mong muốn gì hơn nữa cả. Chỉ động viên cháu thế thôi, tức là... Tất nhiên là không có cái gì là không hợp đấy. Thì ra nãy giờ chú nói chuyện đó nha. Chú thấy rằng là Linh với lại bố chồng đó rất là thân thiện với nhau. Gần như là như người bạn với nhau á. Dạ, cháu cảm giác như hiện tại bây giờ thì bố chồng của cháu tình cảm với cháu hơn là bố đẻ. Tại vì cái thời gian, chính là thời gian này con ở gần bố chồng nhiều hơn. Dạ. Hai người có nhậu với nhau hơn chứ chưa chắc con với bố ruột con ngồi nhậu nhiều như thế đúng không? Rồi có bao giờ có đợt nào mà con với bố chồng, với mẹ chồng này kia về thăm mẹ, ba mẹ ruột con không? Có, năm 2019 bố nhỉ? Ờ, 2019. Nhà bố mẹ chồng và nhà cháu thì là gần nhau. Thì cháu cứ chạy qua chạy lại. Và hai gia đình cũng tụ tập rượu chè rồi ăn Tết rồi chúc Tết nhau, cái thứ là có. Vậy là vui lắm rồi đúng không? Giữa đất nước quê người, cái tình yêu thương như thế nó rất là chan hòa mà nó tạo nên sự ấm áp. Có lúc nào mà con nói chuyện gì mà cần nói phải nói qua chồng con hay là con nói thẳng với bố chồng luôn? Có những các cái mà chồng cháu không hiểu được cái suy nghĩ của những người lớn tuổi kiểu phong tục Việt Nam. Cháu cảm thấy như là cháu hiểu bố mẹ chồng hơn là chồng mình hiểu bố mẹ đẻ của anh ấy. Hay có những cái nhỉ? anh ấy nói anh ấy không có dự ý, không khéo. Anh ấy nói thẳng mà khiến cho bố mẹ chồng có thể là nghe xong là tự ái. Thì ngay sau đấy thì là chồng cháu sẽ bị cháu mắng ngay lập tức. Con dâu tôi tính cách rất là mạnh mẽ. Cái gì cũng sẵn sàng tự làm, không có cần phải ai cả. Nhưng mà đôi khi thì chúng tôi là những người mình đã là những người từng trải đó. Đã từng rất nhiều cái thất bại trong cuộc sống. Nên tôi luôn luôn nhắc cháu là làm cái gì con cũng phải thận trọng.
Còn với bố chồng thì con nói gì? Cháu cũng không có gì để nói cả. Cháu chỉ muốn nói là con mong là hy vọng là tất cả mọi chuyện nó vẫn cứ tốt đẹp như thế này và không bao giờ có thêm một cái drama nào trong gia đình nhà mình nữa. Nhưng mà chú nghĩ đến bây giờ thì không còn nữa đâu. Bởi vì bố chồng với nàng dâu rất là thân nhau rồi. Có chuyện gì cứ làm hai chai, ba chai rồi nói xong là thôi. Bất cứ một quốc gia, một dân tộc nào khi mà những cuộc vui thì vẫn phải có một chút cồn anh Quỳnh Linh ạ. Đúng rồi. Nhìn lại chặng đường 8 năm đó thì mình đã có những kết quả như thế nào ở Đức? Cháu không dám nói những các cái gì mà mình làm được bởi vì như thế nó thành khoe khoang. Thế nhưng mà cháu cảm thấy là cháu đã cố gắng hết sức và đã đạt được cái mà mình đã ước muốn khi mà mình mới sang Đức. Khi đó mình đang không có cái gì thì hiện tại bây giờ mình đã làm được và mình đã cố gắng được hết tất cả mọi thứ. Cháu mua được nhà này là, và cái khó hơn cả mua được nhà đó là học được cái bằng lái xe ở Đức này. Để không phụ thuộc vào chồng đón đưa, không phụ thuộc vào tất cả những các cái gì mình có thể tự làm được. Và học được tiếng Đức cũng đủ để nói chuyện này, sinh được hai em bé này. Và nói chung là cuộc sống của cháu hiện tại bây giờ là tự chủ tất cả mọi thứ. Thật ra là đó là một cái cố gắng và một nỗ lực của một cô gái xa gia đình như thế, lấy chồng. Rồi cái khổ, cái khó, cái buồn, thậm chí là cái trầm cảm, nó đã giúp chúng ta vượt qua tất cả mọi điều đó và thành công ngày hôm nay. Đó là một cái điều mà chúng ta tự hào. Không chỉ có Linh tự hào mà bố mẹ chồng cũng tự hào, chồng cũng tự hào. Và khi lớn lên con mình cũng tự hào về người mẹ của nó. Vâng, nhưng mà cái tự hào đấy cháu không bao giờ cháu muốn con cháu cũng bị vấp phải một lần nữa. Không, đôi khi là gì? Cuộc sống mà người ta nói rằng nếu mà đi trên con đường gồ ghề, gai góc thì cuối con đường sẽ là thảm đỏ. Còn nếu như trên đi trên con đường đầy thảm đỏ thì cuối con đường sẽ là gai góc và gồ ghề. Chúng ta chọn cái nào? Anh Quỳnh Linh có nghe cháu nó vừa nói câu không? Tức là cái câu mà tôi tâm đắc nhất là không muốn cho con của con dâu tôi, tức là cháu nội tôi bước lại con đường của mama nó đã bước qua cái lúc mà trẻ đó. Tôi không nói bây giờ. Câu chuyện bây giờ cháu kể lại thì nó không thể nào diễn tả được hết cái khổ và cái tủi thân và cái nhục nhã của mình lúc đấy. Phải trả giá cho những cái chuyện mà lúc trẻ. Khi mà có con ra rồi thì tôi mới nói rằng là có con thì mình hiểu được lòng cha mẹ, phải không anh Quỳnh Linh? Dạ, đúng thì rồi. Cháu nói một câu rằng không muốn con bước qua cái lúc mà mình đã vấp ngã lúc trẻ. Không muốn, bao giờ muốn như thế cả. Thật ra không có sự trải nghiệm thì không bao giờ có sự thành công đâu. Chứ tin rằng là tất cả mọi thứ nó theo một không theo một quy luật nào cả. Đi đến đâu mình biết đến đó. Và đi đến đâu mình học được kinh nghiệm ở đó. Cảm ơn câu chuyện ngày hôm nay của hai bố con nhiều nha. Vâng ạ. Xin cảm ơn anh Quỳnh Linh. Và chúc cho anh Quỳnh Linh luôn luôn là cái thứ nhất là khỏe đẹp trai. Và mọi người vẫn luôn luôn yêu mến anh. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn Linh về câu chuyện hôm nay. Và chú tin rằng với bản lĩnh của Linh đó, Linh sẽ còn làm được nhiều việc nữa. Linh sẽ còn thành công nhiều hơn nữa. Cháu cũng chúc chú luôn sức khỏe và phong độ như bây giờ. Và nhất định nếu có qua, vâng, chú sẽ ghé nhà hàng của hai vợ chồng con nha. Cháu cảm ơn. Xin chào tạm biệt. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả. Hẹn gặp lại. Chào chú.